Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà cú nhá. Mình là Bảy Bình Bông. Cách đây khoảng vài phút thôi thì Hoyoverse đã công bố một cái sự kiện web có tên là Khi Hoa Nở, nhằm chào đón cái sự xuất hiện của anh chàng điển trai Ayato. Trong video này thì Bảy tôi sẽ nói về vài cái lưu ý khi các bạn tham gia cái sự kiện web này nhá. Chúc các bạn có nhiều nguyên thạch này. Giờ thì enjoy. Sau khi mà các bạn kích vào cái link đấy xong á, thì các bạn sẽ phải đăng nhập cái tài khoản của mình vào đây nhá. Sau khi mà các bạn đăng nhập xong á, thì các bạn sẽ ấn vào cái phần là nhấn để bắt đầu này. Đây sẽ là một cô quản gia, cô ấy sẽ mang cái chậu hoa để lên bàn làm việc của Ayato. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ làm sao để chăm sóc cái chậu hoa này lên được cái cấp 9 chỉ trong một ngày đó, rất là dễ. Đầu tiên này, các bạn sẽ ấn vào phần là vun sới và chăm sóc này. Các bạn sẽ làm tất cả mọi bước ở trong này. Từ là sới đất này, cho đến cắt tỉa này, xong rồi là tưới nước này. Đủ các thứ để nó tăng cái độ phát triển lên. Và các bạn nhớ nhá, khi các bạn lần đầu các bạn chia sẻ cái này thì nó sẽ cho chúng ta tăng hẳn một điểm tiến độ luôn. Ấn vào chia sẻ này, ấn vào cái phần nút màu vàng này các bạn, ấn vào đây. Đấy, lên luôn này. Tiếp theo lại tiếp tục là vun trồng sới đất. Làm sao trong cái mục này, cái thanh này của các bạn nó phải nhiều nhất có thể nhá. Max cấp của cái này luôn. Cây của chúng ta bắt đầu phát triển có lá rồi này, nó chuẩn bị có hoa rồi đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta được đi được khoảng tầm nửa già chặng đường rồi. Và tiếp tục thôi, lại sới đất, lại cắt tỉa và lại tưới nước. Thì khi đấy cái thanh của chúng ta nó sẽ max cấp. Rồi tưới nước lần cuối là chúng ta sẽ max cấp này. Rồi đây là full cấp rồi nhá, các bạn sẽ không thể làm gì được nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ấn sang cái việc phải làm. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa là xem, nó sẽ hướng dẫn chúng ta đó là phải xem cái nội dung phiên bản mới, là ấn vào đến này. Đó, ấn tắt đi luôn là được. Rồi hoàn thành nhá. Tiếp theo là ấn vào truy nhập trang Facebook chính thức này, ấn vào đến. Xong rồi tắt đi luôn là hoàn thành rồi. Ok chưa? Bây giờ làm mới lại cái danh sách công việc này. Đầu tiên là luyện tập võ nghệ của Ayato. Đấy, Ayato sẽ đứng lên và đi luyện tập võ nghệ. À, phải cắt cây đã nhỉ? Tỉa cây đã xong rồi mới đi luyện tập võ nghệ các thứ nữa. Rồi, anh chàng ấy ra ngoài luyện tập võ nghệ rồi đó các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ ấn gọi Thomas tới pha trà. Thomas sẽ mang một bình trà tới và Ayato sẽ nghỉ tay để uống trà. Sau đó là Thomas sẽ tưới cây, sau đó Thomas mới đi ra ngoài. Đấy. Cái đồ họa kiểu chibi này tôi rất là thích nhá. Nó có cái sự đáng yêu, có cái sự gì đấy nó rất là lung linh ở trong cái đồ họa này và tôi khá là thích. Cuối cùng là cái việc các bạn phải làm tiếp theo thôi để lên cấp 9, đó là phê duyệt công văn. Cái việc này thì Ajika sẽ mang đồ đến cho chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta đã đến cấp 9 rồi và các bạn có thể ấn vào phần nhận thưởng luôn nhá. Trong mục nhận thưởng này các bạn ấn vào phần là nhận nguyên thạch ở phần thưởng khác này. Rồi 40 nguyên thạch này, 3 mảnh thanh kim sạch, Mora và ma khoáng tinh đúc, ấn xác nhận là được thôi. Vậy là xong rồi đấy. Các bạn chỉ mất khoảng tầm 5 phút là các bạn đã làm xong hết tất cả mọi thứ rồi. Các bạn lưu ý nhá, là cái sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 3. Và cái phần thưởng nhận quà thư ấy, thì nếu các bạn nhận được luôn thì nhận được luôn. Còn nếu mà các bạn không có thời gian các bạn đăng nhập vào game để nhận ấy, thì các bạn nhớ là thư nó sẽ có tồn tại là 30 ngày. Và sau 30 ngày này đấy ấy, nếu mà các bạn không có nhận phần quà trong thư thì nó vẫn sẽ mất. Vì vậy các bạn hãy cố gắng nhá, nhận luôn. Trên đây là những chia sẻ của mình về cái sự kiện Khi Hoa Nở trên web. Chúc tất cả các bạn thành công nhé. Các bạn nghĩ sao về cái sự kiện web lần này? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Mình sẽ luôn cập nhật những thông tin này, những sự kiện và nguyên thạch miễn phí đến với các bạn nhanh nhất có thể. Hãy để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ nhà cú nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.